dự trữ của nó. Đối với cây đơn thân thì nó dự trữ ở lá. Bởi vì tại sao nó cứ rớt lá dưới là chứng tỏ là thứ nhất là bộ rễ không đủ. Mấy đứa nên nhớ nè, đối với cây đơn thân như cây này thì nó chưa phát triển rễ giữa thân, nhưng mà nay mai nó lên một hai lá nữa thì rễ nó đi theo thân mà đi bên hông. Mấy đứa nên nhớ, nó không phải được đi dưới để nó nuôi từ bộ phận. Nếu mấy đứa không làm được cái đó, nay mai hoặc mấy đứa tư vấn cho người ta trồng cây măng đa hay là cây mô ca ra hay là cây ngọc điểm thì nay mai cái cây khủng bố thì mấy đứa sẽ thấy là rễ nó đi theo, đúng không? Mà mấy đứa không làm được cái điều kiện để nó thu nhận nước và phân bón ngay cái vị trí của nó thì lá dưới rớt. Mấy đứa đừng ngạc nhiên, dầu rễ dưới này nó một nồi nhưng nó lên cao rồi, đối với cây đơn thân rễ phải đi theo thân. Ở đây không có cây băng trà, cây mô ca ra là cây gì đó để nó đường đi theo thân để cho mấy đứa, mời mấy đứa nhìn biết mà, đúng không? Dồn cây mô ca ra coi, cái vườn mô ca ra nào nay mai mấy đứa kỹ thuật mấy đứa tư vấn cho người ta. Mà thấy cứ người ta cứ than là người ta mua phân của mình hay là ta mua giống của mình hay cái gì đó mà cứ rớt lá chân đều đều, thì hỏi người ta rễ có đi theo thân hay không. Nếu không có phải kích rễ như thế nào để cho rễ nó đi theo thân, thì cái đỉnh rễ nó đi bây giờ 3-4 cái rễ nó đuôi ở dưới mấy cái lá này. Nay mai mình làm một cái rễ ở đây nó đâm ra thì nó đuôi 1-2 cái lá này thì mấy ông nội này khỏi thôi, không đâu có rớt. Rồi nay mai nó ra một cái rễ này thì tự nhiên là mỗi giai đoạn mỗi một cái cọng rễ mà đi theo thân nó nuôi được 4 lá, mấy đứa này nhớ. Mà nếu mà cái cây nó cao cả thước mà rễ ở dưới không ấy thì thua. Thì do cái lực hút trái đất là ba cái đám rễ dưới này nó không dẫn chuyển cái nước lên tới trên ngọn được. Và đương nhiên cái thằng dưới nuôi trên, mấy đứa này nhớ, rớt lá dưới là cây thiếu nước hoặc hư rễ hoặc là phân bón không đủ, thức ăn đủ theo cái độ phát triển của cây. Thì nay mai mấy đứa nên nhớ như thế này, hoặc là sắp tới tư vấn cho người ta cũng vậy. Và nhất mà một cái trường hợp mà nay mai mấy đứa nên nhớ là khi một cái cây mà nó về cái môi trường mới thì mấy đứa nên nhớ là đừng có tư vấn cho người ta sử dụng phân liền, phân bón liền. Phải để một thời gian ít nhất là 2 tuần lễ để cho nó thích nghi. Chứ bây giờ cái cây mà nó mình bán cho khách hàng rồi là mình từ ở nơi khác mình đem về, mấy đứa dập phân cho liền, chết liền. Phải nói trước này, mà mấy đứa biết cái chuyện này xảy ra. Bởi vì ở nơi đó nước sao không biết, độ pH sao không biết, phèn hay không biết. Và cái ánh sáng của người ta đó, chứ tỷ như 8 tiếng, về đây mình có 4 tiếng là 6 tiếng, nó khác. Nó quang hộp kém, thì nó ăn phân kém, mà về mình cứ tụng phân vô. Hay là về quất thuốc mánh, nắm bệnh liền, chết liền. Để 24 tiếng tính về đến đang ai cây về, hoặc là mấy đứa xuất cho người ta. Cũng nói khi người ta lôi ra khỏi thùng hay là khỏi cái vỏ của mình ấy, thì ta máng ở trong máng cho nó thích nghi cái môi trường ở đó, cái không khí ở đó. Rồi 24 tiếng hồ sau mang ra vườn, rồi tư vấn cho ta tiếp theo ta làm cái gì. Thì như thầy nói, cây đơn thân thì rễ phải đi theo thân, mấy đứa này nhớ. Chỉ có cây đa thân là rễ nằm ở dưới căn thân, không nằm ở trên thân, mấy đứa quan sát đi. Đó nè, thì cái căn hành đó là cái gì? Cái giả hành là nó thế cái thân là nơi dự trữ, đối với cây đa thân nó dự trữ chất dinh dưỡng không ở lá nữa mà là ở giả hành. Mấy đứa thử lấy cái dao cắt ra coi, nó giống như củ sắng bên trong là nước không, đó là chất dinh dưỡng. Còn cái cây đơn thân mấy đứa cắt cái thân ra gỗ rồi nó sơ, đúng không? Nó không có dự trữ ở đâu mà nó dự trữ ở lá. Cái chỗ nào no mì nước tinh bột, tinh nhân protein nhiều là ở chỗ đó dự trữ. Và ở rễ cũng vậy, nó cũng có dự trữ.
nước phân bón để đưa một cái từ từ đấy, thì nó liên quan, nó tương tác và tương thích với nhau để cho cây phát triển. Để sau đó một cái mục đích cuối cùng của cây lan là cái gì? Là hoa mới hoàn chỉnh. Bởi khi nhiều khi một cái cây khủng bố vậy này ra hoa ngắn ngủn như thế nào đó, coi lại. Thứ nhất, bộ rễ dư. Thứ hai, cái chế độ ăn uống. Đấy, chỉ có cái lý do đó thôi hả, đủ nước mà thiếu phân thì cái hoa nó cũng không ra hồn nữa. Chứ không phải là dùng 6-30-30 rốt lách hay là này nọ chiêu 8-19-31-17 rốt lách hay một lần để bông dài hay là kali silic bị kéo dài đốt cái này nọ. Thua nếu trước đó nó không dự trữ, không đủ để tạo cành hoa và bông hoa. Để sử dụng những cái chiêu sau này, những cái công thức sau này để làm hoa to nè, màu sắc đậm, thì cái cây nó phải đủ chất dinh dưỡng. Còn thiếu là thua, mình bỏ tay không làm cái gì được. Mình đưa mấy đứa nên nhớ về vấn đề này. Thì như vậy đối với cây đa thân thì rễ nằm ở dưới căn hành. Thì nay mai mấy đứa quan sát ra tới cái vườn lan là phải nhìn ở cái góc trước, đừng có nhìn cái ngọn. Thường thường ở khách chơi, thường thường ra cái tấu ngày ở dưới thú quắc rồi không thấy, bây giờ coi mày bông chưa, coi bông chưa, coi bông ở dưới này nó thú không thấy, mà tưới vậy tưới ao tưới xe cây vậy chèm nhẹ trong chậu cùi không được. Thì mấy đứa để có ông trời sanh ra đồng ý nó lá như mấy đứa coi giống cái măng xôi à, đúng không? Đối với cây đa tăng đơn tăng cũng vậy. Đây nè, nó chỗ thoát nước là chỗ này, đó nè, thoát nước xuống lá này, lá này thoát xuống lá này, lá này thoát xuống lá này, lá này, lá này. Bởi vậy nhiều khi á, khách nhiều khi hỏi như thế này, nhiều khi thăm cũng bó tay, rễ tôi đủ, lá tôi ngon lành, phân tôi cho anh đúng, mà tại sao tôi cứ bị rớt lá không giữa dưới hay là ngọn cái này họ. Nhất là những cây đơn thân, họ đa thân cũng vậy. Thì lúc đó nè, hỏi người ta, dồn vô trong lớp lá nè, coi nó được như vậy không, hay là sình bùng không à, nó không giống như cây nai lan. Như cây ngọc điểm dường ở đâu đem về đó, mấy đứa nay mai ra cho dạch coi, ở trong này rong riêu với sình không à, mình tưới nước, tới trưa dồn vô nó vẫn còn ở trong này, thoát ở đâu. Thì chết cái lá này liền, mà gặp phân nữa nó ngậm ở đây là chết liền. Thì khi á, người ta cứ nói là bị rụng lá giữa này nó, thì hỏi họ đó, dột cho nó có sinh bụt trong đó không? Tất nhiên là nửa tháng, tháng là có rửa vệ sinh cho nó ngay cái chỗ thoát nước của nó không? Hỏi, đừng đổ thừa cây lan, đừng có mổ cán là bệnh. Giờ dồn nha, bây giờ thầy bảo đảm ra vườn không cũng vậy. Giờ mấy cây ngọc điểm dồn coi, mấy cây mà lấy vườn Việt Nam rồi nè, Thái không có đâu nha. Nha, nó phun canxi nhiều lắm, không có cái vụ mà sình hay rong gì nó đóng ngay chỗ này đâu. Đó rồi mấy đứa tưới nước rồi dồn cho mấy, tới trưa coi nó còn dùng cái đó. Rồi trưa nóng lên, phải phẩm nó. Đó, nhưng còn những cái thằng mà gần đọt nữa coi, trời ơi nước mà nó chèm nhẹ cái chỗ này, trưa coi nó sôi lên, thấy không? Rồi nắm cái dựt lên. Cái gì nó cũng có cái nguyên nhân của nó trời. Cứ hở hổ cái là đổ thừa phân thuốc, đổ thừa là cây lan bí này nó, cây khó trồng này nó. Nhưng mà khi mình trồng cây lan, thứ nhất mình cũng biết tắm rửa vệ sinh, mình cũng biết kỳ cỏ, cỏ có đất cát rồi nó trong hang cùng ngõ hẻm của mình, tại sao cây lan nó không cho nó vậy? Mà tất cả cấu trúc của nó tìm tương nước là nó giữ nước toàn bộ và ngay chỗ nó thoát. Tại sao thiên nhiên tạo cho nó những cái máng xối này nè để nó thông, mà tại sao mình để cho nó nghẹn? Tại mình lâu lâu không dột nó, không vệ sinh nó thì chết thôi.
trên cây lan mà tốt ngày nó trông chờ nó, nó coi cho bông mình, còn ngoài ra thân nó dơ dái rong rêu rồi bám đầy hết trơn mà này nọ rồi bụi này thương thương nó bụi đó, mình tưới cái nó gột xuống cái cứ ngàn chung 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 cái nó ngập đầy cái rong đóng cái nghẹn đó. Chiều mới đưa tưới nước dồn đi mấy cái mà đưa tới mấy cái ngọc điểm dồn trong nách nó coi. Tất nhiên là ít nhất là cũng phải là nửa tháng tháng là mình tưới cái giọt nước hơi mạnh chút xíu á, lúc mà cái cây chương đưa bông á rửa ngang cái nách lá xối chứ không phải mình lướt qua tưới nước để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trắc ra làm vệ sinh nó đi. Mình ở đây bị cái cây nó di chuyển nhưng mà nay mai khách mình á hỏi mình đâu ấy rồi tư vấn thì mình nói làm hơn vậy. Nhất là bổ sung canxi thường xuyên để cho nó không có rong rêu. Không có rong rêu thì ba cái bụi bặm khi mình tưới nó mới tuột đi được, còn hãy có rong bám là thua. Đây nè, cây nó đang dồn dồn nó trắng lốp rồi đây nè, phải canxi không thì để cho những cái máng xối này nó phải thông nước. Đúng rồi thầy, cái nhiều khi là cây của Thái lúc nào cũng trắng, còn cây Việt Nam lúc nào cũng đen. Ta nhìn những cái mà nó đơn giản như thế mà nhiều khi là nhiều nhà vườn khủng, nhiều nhà tay vỗ ngực ta đây 30, 40, 50 trong máy này nọ, nhưng mà một cái đơn giản vệ sinh lý về cái vệ sinh cho cây không nắm được. Tối ngày cái chú mũi vô phân bón đột vô cho mày có hoa thôi, rồi hoa lúc ngắn lúc dài rồi đủ thứ con ta thấy này thấy nọ mày. À, nay mai mình chạy lại cây lan không có lão quá. Bây giờ tới thời đoạn mà nhiều lần mình cắt chiếc hả, thì bắt đầu nó trở lại cái giai đoạn từ đầu. Tại mình làm nó lão quá thôi, mình làm cho nó chai thôi. Chứ cây lan rồi mình nhân bản nó được, nhưng mà cách mà vô tính, chứ không phải hữu tính là mình phải cái chấm đầu trái qua hoa này. Và cắt chiếc nó là cái vô tính. Mà cái này thì thường thường là mắc phải gì? Đó là thử ra khi mà tư vấn cho làm, nếu mà để khách hàng mình nó dính với mình này, thì nhiều khi là người ta hỏi rồi, nhiều khi cái lá tôi, cây ngọc điểm tôi tự nhiên lá nó nhăn nhăn vậy nè. Thường thường cây ngọc điểm lá dưới nó nhăn nó vàng, bắt đầu nó nhăn cái lá nó vàng cái, rồi nằm đó lâu lắm nó vàng hết, nó mới rụng rồi hết cái lá này đi lên tới lá kia. Thì hỏi họ dồn trong nách lá của họ đó coi có sình bùn trong đó không, chém chết rồi cũng đầy hạt. Thì tư vấn cho họ khắc phục trường hợp này buộc, và họ phải tưới canxi hàng tháng, tưới định kỳ hàng tháng luôn chứ không bắt buộc luôn, chứ không nói gì hết trơn. Thứ nhất, canxi nó giúp gì? Diệt rong rêu, hạ phèn. Phèn là gì? Mình tưới phân bón á, axit đó ta gọi là phèn đó nè, nó tụ nó bám ở trong này nè, nó đi theo sình bùn nè, mà có canxi tụ đi mày rong rêu sống không nổi đâu đi, thì không có rong rêu làm sao mà chặn cái mảng xấu này được. Rồi thứ hai nữa, bộ rễ nè phát triển, thằng nào vừa khựng là do cái gì đó đi ai cọ quẹt nó khựng cái đầu nó thụt vô quốc canxi bò ra phát triển rễ, đó là nhiệm vụ của nó phải làm, không phải thằng nào khác, không phải là nói đưa súp bê thai, súp bê thai là ra rễ từ không nó làm cho có, còn cái này là phát triển là nhân thêm, phát triển là bò tới dài thêm. Mấy đứa nên nhớ như thầy, phát triển khác, ra rễ khác. Ra rễ là mình cắt cụt, không còn gì hết thì nó ra. Bọn này phát triển mà không phải kích đâu. Đấy, mà canxi nó làm cái chuyện đó. Chứ không phải là nó diệt rong rồi diệt bùn sình không đâu. Thứ ba là cái gì? Cứng cây, cây cứng cáp không ngã đổ, cành bông rồi nó gió dông rồi nó không gãy. Nó giống như cây trúc vậy, quá bật lên. Còn hãy đụng tới gãy ngang, canxi không có.
cái lá đi ngang quẹt cái nó về không có canxi rồi. Muốn cây mập không có canxi đừng mập. Nhưng mà tướng phân cá hay gì đó phải có canxi. Tại vì cái nhiệm vụ thứ tư của nó là cái gì? Giúp cho cái cây tiêu thụ được cái đạm hữu cơ chứ không phải đạm vô cơ. Mà cái hữu cơ, mấy đứa nên nhớ là cái đạm của nó là gọi là hữu mà, nó thay đổi theo cái nhiệt độ, theo môi trường. Tí tỉ bây giờ cái phân cá Phú Hào nó 23 độ đạm, với cái điều kiện là 25 độ, nó là xuất xứ từ biển lạnh. Qua bên mình 30 độ, 30 mấy độ thì nó 26, 27 độ đạm tăng lên. Rồi đưa ra đâm lần sụt xuống còn mười mấy độ thì nó xuống còn có 20 đạm. Thành thử ra cái đạm mà trong hữu cơ nó không cố định, giống như là phân ure. Thí dụ như 30-10 đi đâu nó cũng là 30 đạm, nó cũng thay đổi ra ánh sáng như vậy, vừa không mát vậy. Còn cái hữu cơ nó thay đổi, thành thử ra cây mình nó tiêu thụ lâu là tại sao? Ở trong cái phân hữu cơ nó nghiệt ngã cái là nó có những cái chất dầu, nó không có hòa tan, giống như là cái phân vô cơ mấy đứa vô cơ gọi hòa tan thành nước, không thấy nó nữa, đúng không? Còn phân cá bỏ vô quẩy vô, thứ nhất nó có mùi, thứ hai nó có mùi vàng vàng đâu đâu, đúng không? Đấy, và nó có những cái chất oi, chất dầu mấy đứa cầm nhớ nhớ cái tay, đúng không? Thì cái cây nó hấp thu chậm đi. Và khi hấp thu chậm đã đền rồi, vô cây biến dưỡng chậm nữa. Tất nhiên là trong một micro dây nhíu cây quang hợp đó nè, thì một tế bào, một micro dây biến ra thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, nó cứ nhân vào như thế theo quan kỳ. Tất nhiên là ánh sáng càng đỉnh thì cái độ quang hợp càng nhiều thì cái độ phân bào càng nhanh. Mấy đứa này nhớ này. Còn bạn đi, ngừng, nghỉ, thở. Thì cái tác nhân rụng lá đó, nó nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chính thầy vừa nói đó là vậy. Alo, có nhiều nghĩa thầy nước giải, có nhiều ha. Sao? Ủa vậy hả? Ủa gọi nè, thầy gọi nè. Đâu có đâu. Thầy Dương đứng lớp mà. Thì cái nguyên nhân lá vàng như là thầy nói là như thế. Thì thứ nhất là hoạt động thiếu canxi. Canxi là thứ nhất là dọn, kêu mà nói là một kẻ dọn rác thì cũng được nè, mà để tiêu thụ rác á, một hàng khác nữa để ngồi thầy nói thêm. Tất nhiên làm vệ sinh cho cây sạch sẽ. Thông qua bên Thái thấy mấy đứa này mà thấy vườn nó trắng lớp không, quá sạch. Đeo vị kê ngọc điểm nó gắn vô cột xi măng đồ này nọ nhưng mà rễ trắng lớp, nghe cái bẻ lắm trắng đó. Canxi cây cứng cáp mập, thì mấy đứa nên nhớ mà cái phân hữu cơ á, mà trong cái phân vô cơ không nhiều phân hữu cơ, tại vì nó không có những cái như là cytokinin hay là lysin, những cái vitamin mà cây cần, nó chỉ có đơn độc đạm mà thôi. Thành ra ta mới phối vi lượng kèm theo như 30-10 là kèm cho kẽm mà gan hay là zin là này nọ thôi, nó cứng vô cơ mà, nhưng được cái là nó nhanh, 30 giây lên cái ngọn càng vô cơ cũng được vậy, 24 tiếng thì vậy. Bởi vậy nó mới cần canxi, bởi vậy canh cá mấy đứa có thể là nói với từ với khách hàng người ta mình có thể phối canxi chung. Thế chỉ như bây giờ cái lịch mình nó cứng hay là mình bận gì đó, bây giờ phải tháng nó tưới canxi là thì trong cái thời điểm nào thứ khác cho nó nhào vô luôn. Tuy nhiên nó làm được nhiều việc, thứ nhất á, cung cấp canxi cho cây, thứ hai bộ rễ nào hư bộ rễ nào ngưng phát triển trở lại,
Thứ ba, giúp cho cái cây ăn được đạm, tức như là tiêu thụ chứ không phải hấp thụ. Hấp thụ là đem vô, tiêu thụ là biến dưỡng, giống như mình nuốt vô bao tử. À, được không? Nhớ nghe, hấp thụ khác, tiêu thụ khác. Mà thằng canxi nó giúp cho cái cây không phải hấp thụ đạm mà tiêu thụ đạm, nó làm cho cái cây mập ra, mập mập chắc chứ không phải mập cứng giống như là cái thằng đạm quá. Đạm hữu cơ này khác. Và nó liên tục biến đổi, bởi vì người ta gọi nó là hữu cơ, biến đổi theo thời tiết, theo môi trường, theo nhiệt độ. Thành thử ra không có cái gì giúp cho cái cây tồn tại mãi mãi không già lâu trẻ bằng phân hữu cơ. Chỉ con cái là nó có mùi, thứ hai là nó chậm tiêu thụ, à vậy thôi. Nhưng nếu mà đưa vô canxi, phối với canxi tiêu thụ nhanh để cho cây dinh dưỡng tốt. Còn thành thử ra một cái yếu điểm này ngày mai mấy đứa muốn cho cái khách mình nó gắn kết với mình thì mình phải tư vấn cho họ những cái mà rất là đơn giản, mà cái gì người, mà cái gì người ta làm được. Mình đưa những cái mà khúc mắc, hay là mình đưa những cái lý thuyết rồi trên mạng nó thu thừa, hoặc là những cái nó không có cơ sở khoa học.